bạn đến với chương trình Gia đình Tài Tử ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn nha quý vị. Thưa quý vị, đây là một chương trình tôi nghĩ rằng rất đặc biệt, bởi vì sau chương trình này chúng ta sẽ có một đội bước vào top 4 của chương trình. Và ngày hôm nay phải nói là một quyết đấu rất là gọi là căng thẳng. Chúng tôi sẽ giới thiệu hai đội ngay bây giờ. Như trước khi hai đội bước ra sân khấu thì Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay chào đón ban giám khảo nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, nhạc sĩ Lê Quang và 50 khán giả có mặt tại trường quay. Thưa quý vị, chắc chắn trong một vài phút nữa đây chúng ta sẽ thấy được cái độ căng thẳng và cái độ nóng của hai đội. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hướng về màn hình. Giữ vững được phong độ cũng như tinh thần nên dù gặp đối thủ mạnh là Monocycle, Jing Yang vẫn giành chiến thắng với số điểm nhỉnh hơn là 4 điểm. Sau một thời gian thì thấy các bạn vẫn giữ được phong độ. Nối tiếp thành công đó, Jing Yang hứa hẹn sẽ làm nên điều bất ngờ ở lần thi tiếp theo này. Vừa qua mình có xem cái phần biểu diễn của nhóm Jing Yang, với kinh nghiệm của mình như thầy thì mình thấy là Ben có cái biểu diễn mới, có thêm một cô nữ kế vô long, làm cho cái dòng nhạc đó, cho cái cách chơi nó sáng tạo hơn và nó có cái sức hấp dẫn hơn. Mình biết là Phương luôn là người tìm tòi sáng tạo, thành ra cho nên là với cái dòng một như vậy chơi theo cách đó, nhưng mình biết cách trắng là dòng sao, tìm cách làm cho những cái bài nhạc của dòng sao hấp dẫn hơn và tạo được bất ngờ hơn cho chương trình cũng như khán giả hiện tại. Và thầy cũng muốn chúc cho Jing Yang sẽ đạt được cái kết quả tốt cho vòng thi đấu sau. Những gương mặt rất quen thuộc. Chúng ta chào đón đội Jing Yang. Xin chào anh Phương. Ngày hôm nay là tôi nghĩ rằng là một ngày cũng khá căng thẳng với đội anh. Bởi vì đến đây chúng ta chỉ có một hai con đường thôi. Một là đi tiếp, hai là dừng lại. Không có cơ hội bước tiếp một trận nào nữa cả. Vậy thì cái tinh thần đồng đội của anh hiện như thế nào và cảm giác ra sao? Hiện tại thì tinh thần đồng đội rất là tốt. Anh em rất là gắn kết với nhau và anh em cũng có chế biến, cũng có biến tấu, cũng có chuẩn bị những cái chiêu thức để mà tung ra hoặc là đưa đến khán giả hết khả năng của mình có được. Hy vọng là mọi người ủng hộ. Xin cảm ơn. Rồi, anh chàng ca sĩ có giọng hát rất là cao. Nói không gào cũng như gào. Và cái chiến thuật tuần vừa rồi là có góp ý của ban giám khảo cũng như là khán giả là cho thầy tiết chế lại chút xíu. Thì lần này thì em cũng cố gắng với sự hỗ trợ của những thành viên trong band thì cũng cố gắng cho em hát nhẹ lại chút xíu. Nhưng mà cũng là một điều rất là khó đó với em, tại vì nó thành cái thói quen. Thói quen đúng không? Khó tiết chế. Cũng mong là hôm nay có gì thì mọi người thông cảm giùm nữa chứ em cũng cố gắng hết sức rồi. Cảm ơn bạn. Cô gái Viu Long, hình như vừa rồi dạ, ban Thảo góp ý là đàn ở dưới không nghe được. Đánh thì dữ lắm mà xong mọi người nói là không nghe thấy cũng hơi tiếc, nhưng mà hôm nay sẽ cái tiết mục hôm nay sẽ hứa hẹn là đánh nhiều hơn, đánh to hơn. To hơn. Trong đây có một cô gái xinh đẹp thôi, các anh phải nhường chút xíu, phải không? Mình máu lửa mình quên sao được. Nhớ nha. Một tràng pháo tay dành cho Jing Yang. Đó là đội mà tôi nghĩ rằng một trong những đối thủ rất nặng ký thưa quý vị. Nhưng mà chưa chắc, chưa biết điều gì xảy ra khi đội thứ hai sẽ xuất hiện. Xin mời quý vị chúng ta hướng về màn hình. Một đôi quan gánh trên vai lưng còn cô xuôi ngợp đôi bướm đang nắng khẩn côi nơi Hà Phố. Một đôi quan gánh trên vai không còn dao dao say dân mời nhà cao xuống. Hai anh vocal hát hơi bị yếu. Mới vào thì cái anh rất là sôi động, xong rồi tự nhiên cái anh tụt hứng một phát là làm em mất hứng rồi. Và rõ ràng là cái phần thi của các bạn là không đạt yêu cầu. Rất ấn tượng với chú voi. Nhưng mà thực sự lần này thì hơi thất vọng. Cuộc thi đấu đã nhận nhiều lời phê bình từ ban giám khảo chuyên môn và khán giả, BAA Band đã không thể chiến thắng trước Monocycle. Ở lần thi trước, do sự thay đổi thành viên cùng với thời gian tập luyện giữa các thành viên không nhiều, BAA Band gặp nhiều khó khăn trong việc chinh phục ban giám khảo.
Hy vọng trong đợt thi này, BIA Band sẽ có sự thay đổi cần thiết. Em rất đồng tình với lại phần nhận xét của quý vị khán giả và ban giám khảo. Dù kết quả có ra sao thì lần sau tụi em cũng sẽ cố gắng để chiến đấu cách hết mình. Mong mọi người luôn ủng hộ BIA Band. Mình thấy nhóm BIA Band thi đấu thì rất là đặc sắc, rất là hay. Nhưng mà vẫn còn thiếu một chút gì đó chưa được thỏa mãn cho lắm. Mình cảm thấy có vẻ như là vocal hát vẫn chưa có hết cái nội lực của mình. Và trong lần thi sắp tới thì mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục ủng hộ cho BIA Band. Hôm nay chắc các bạn không nói các bạn cũng hiểu là chúng ta đã gặp một cái đội rất là mạnh. Nói như vậy không phải là đội các bạn là không mạnh đâu. Những tuần trước đội các bạn rất là mạnh, mạnh lắm luôn. Nhưng hiểu vì sao vừa rồi nó có một chênh lệch chút xíu. Tôi nghĩ rằng các bạn sẽ khắc phục điều đó trở lại với chính mình. Có đúng như vậy không? Ok, thì bây giờ thì tụi em cũng cố gắng làm hết mình thôi, để cống hiến thôi. Cống hiến thôi. Dạ thôi. Okay. Không vấn đề đâu, đội Brazil còn thua hoài mà. À, đúng không? Đúng không chú bé? Chú hy vọng gì mà muốn B-Band? Có lẽ cũng như là cái tuần vừa qua đã đánh giá cái đối thủ là mạnh, rõ ràng là rất là mạnh. Nhưng mà cái việc mà nội bộ đã vượt qua cái trở ngại, hy vọng đến ngày hôm nay là B-Band sẽ là trở lại chính mình. Rồi, xin mời mẹ của Bình à. Mời cô à. Hôm nay cô thấy tình hình sức khỏe của đội như thế nào? À, cô thấy cũng ổn, tốt. Bao nhiêu phần trăm để giành chiến thắng? 100%. Vừa rồi với sự thay đổi thành viên trong nhóm mà bạn là một thành viên thế vào chỗ đó, nhưng phải nói là cái kết quả nó không được tốt lắm. Bạn nghĩ thế nào? Thời gian cũng căng, mỗi người có một cái công việc riêng nữa, nên không có nhiều thời gian để tập luyện với nhau, cho nên đã không có được một tiết mục tốt như tụi em mong đợi. Và cái trận gọi là sống còn này như thế nào? Dạ, tụi em cũng đã cố gắng cho tiết mục ngày hôm nay rất nhiều. Tụi em sẽ cố gắng thể hiện hết mình trên sân khấu ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ thành công trong một buổi thi tôi nghĩ rằng khá căng thẳng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ nhìn lại chặng đường của đội B-Band cũng như là Dinh Giang. Kết quả Monocycle 1 thắng 1 thất bại 577 điểm. Dinh Giang 1 thắng 291 điểm và B-Band 1 thất bại 258 điểm. Nếu như ngày hôm nay B-Band thất bại, xem như là Dinh Giang đã có 2 trận thắng, tất nhiên Dinh sẽ bước vào vòng tứ kết. Còn nếu như ngày hôm nay B-Band thắng thì chúng ta sẽ dựa trên số điểm của 3 đội. Nếu như đội nào vượt qua Monocycle 577 điểm, tức là các bạn sẽ giành chiếc vé vòng tứ kết. Một tràng pháo tay dành cho hai đội. Mời đại diện hai đội bốc thăm. Dinh Giang là đội thi đầu tiên và B-Band đội thi thứ hai. Cuộc thi tìm ra vị trí tứ kết bắt đầu. Don't go around and
Một phần trình diễn rất là sôi động nhưng mà có cái kết làm mọi người cũng hơi bất ngờ chút xíu. Tới đâu còn nữa. Áo, xong rồi mất hết trơn luôn. Và bây giờ sẽ là số điểm từ 50 khán giả. Số điểm bắt đầu. Điểm dành cho các bạn. Rất là nhiều khán giả thích cái phần biểu diễn của các bạn. Chúng ta sẽ hỏi xem thích là thích như thế nào. Rồi, tôi xin mời bạn bạn Nam. Thưa anh, em thích nhóm là vì em không đánh giá về kỹ thuật hát hay là chơi các đạo cụ. Nhưng khi nếu mà đặt một câu hỏi là nếu như em có muốn nghe lại một lần nữa hay không thì em trả lời là có. Chính vì vậy cho nên em thích nhóm, em bấm đèn chọn đèn xanh. Bạn Nam kế bên. Dạ, cho em được nhận xét là nhóm của mình chơi rất là tuyệt vời. Kết hòa âm của các loại nhạc cụ rất là hay. Và giọng của bạn single H9 đó, thì rất là cao, rất là tuyệt vời. Cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn. Và một bạn đèn đỏ. Thật sự thì đây cũng là một phần biểu diễn rất là tuyệt vời và rất là máu. Nhưng mà cái bất lợi nhất của khi mình chơi cái thể loại này thì có vẻ như là cái thể loại này mà mình chơi trong khán phòng này thì nó hơi nhức lỗ tai của người nghe một chút. Mà cái phần biểu diễn của mình thì nó lại không có cái độ hài hòa nhất định như là bữa hôm trước. Cho nên là bữa hôm nay mình nghe mình có vẻ mình thấy khó chịu hơn. Mình cảm thấy hơi hụt hẫng, nó không được cảm xúc như tuần trước. Cảm ơn bạn. Bây giờ sẽ là lời nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Thật sự thì các bạn mix hai bài này thì cũng rất là tốt. Nhưng mà rõ ràng là cái từ bài Biết Ít mà chuyển qua bài sau á, theo Lê Quang nghĩ là hãy để cái view long nó chuyển dùm thì rõ ràng cái bài nó sẽ bất ngờ hơn là mình vô thẳng ngay cái bài đó luôn. Cái bài của Michael Jackson nó rất là chặt nên vậy là mình hơi nhanh quá, đâm ra làm cho em solo violin em cũng hơi bị cuốn theo nữa. Nhưng mà nói chung thì về tổng thể thì các bạn đã làm được, nhưng mà cái phần cái bài này thật sự nó không có hiệu quả bằng cái bài lần trước. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn Lê Quang. Xin mời chị Thanh Hoa. Có lẽ cũng một cảm nhận như vậy. Thanh Hoa rất là tiếc lần này các bạn không cuốn hút, không cháy được như lần trước. Tuy nhiên ở hai phong cách thì nó có thể là do cách diễn. Và lần này thì ngay bắt đầu bước vào thì bạn hát lại gây một cái sự nó có thể là do nó quá cao như bạn để quá gần micro cho nên nó hơi bị quá chói, làm cho khán giả có một cái cảm giác sợ ngay từ khi âm thanh đầu tiên. Chỉ có nói rằng là các em hát và các em diễn vẫn rất là sạch sẽ. Nếu nói phân tích kỹ ra thì vẫn là một tiết mục rất là hấp dẫn, cũng không rời mắt được. Nhất là bạn nhảy rất là đẹp và chuyển động sân khấu rất là hợp lý. Tuy nhiên cái cảm giác thì vẫn không sướng như lần trước gặp các em. Cảm ơn các em. Cảm ơn ban giám khảo chuyên môn. Số điểm dành cho đội Duyên Giang như sau. 94 và 94. Duyên Giang có 284 điểm. Và bây giờ áp lực phải nói rất lớn với đội B-Band. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Mời B-Band. Lắng trong lòng mình những đắng cay, ngày dài thấm thoáng rồi muốn quên đi những phần bao giờ mây trôi trốn xa xôi. Anh ơi em vẫn đợi anh về, mây trôi chiều xa tan tính tình cao vời. Một tiếng trong hai tiếng đợi mà ba bốn tiếng chờ sao chẳng thấy. Ngọc ngà cũng mới vàng, lòng trong buồn hoài cũng thấy càng. Ngồi buồn ngó gót sang
trách sao coi đời này đó đen. Chờ người nơi ấy về đây mang tháng dấu yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng, chờ hoài đâu thấy người còn hoài xa cách xa, một mình trong đêm lắng nghe gió thảm. Yeah. Sự trở lại của BBN nó có phần lợi hại hơn tuần trước. Chúng ta có số điểm từ khán giả. Bắt đầu. Tám điểm dành cho VBen và vẫn có một số đèn đỏ đáng kể. Xin mời đèn đỏ phía trên cùng. Thực sự là cái tiết mục vừa rồi em cũng khá là thích vì em cũng đã từng theo dõi nhưng VBen chơi cũng là nhiều. Tuy nhiên cái phần hát, cái phần lúc mà các bạn chuyển qua hát dân ca thì lúc đó các bạn, cái giọng hát của anh thì thực sự em không thích lắm vì cái cách hát dân ca của anh làm cho em cảm thấy như là không có được, không có được cái sự hài hòa mượt mà cho lắm. Bạn nam kế bên. Em nhận xét là em ban nhạc chơi rất là hay. Em chỉ hơi tiếc một điều là cái anh single chính á, khi mà anh hát cái bài Bèo Dạt Mai Trôi á, anh hát nó không được mềm mại cho lắm, tại vì đó là thể loại dân ca. Dân ca phải mềm mại chứ hả? Rồi xin mời một bạn nữ phía trên. Tại sao chúng ta lại bấm đèn xanh, mời bạn đem đăng ký. Em rất thích tiết mục của nhóm mình và cũng có một số khuyết điểm nhỏ nhưng mà đối với em thì không có sao hết á, tại vì mọi người chơi rất là hay, nói chung là ở đây ai cũng hưởng ứng hết. Cảm ơn bạn. Và bây giờ thì xin mời ban giám khảo chuyên môn, chúng ta sẽ đưa ra lời nhận xét. Chúc mừng các bạn, bởi vì là so với lần trước thì lần này các bạn diễn tốt hơn. Tuy nhiên là cũng có những điều rất là tiếc. Thứ nhất là khi mà hai bạn hát xong ca thì vẫn chưa chắc, cho nên vẫn phải nhìn nhau. Và đặc biệt là các bạn vội quá. Cho cái câu dân ca ở đấy nó hơi bị vụn.
ta cho vào đúng chỗ. Giá như các bạn hát xong từ cái chờ người nơi ấy đến đêm lạnh lùng, nó bắt đầu nó có một sự chờ đợi, thì hãng Pèo Giặt Mây Trôi về cả về cả âm nhạc lẫn lời nó đều hợp lý hơn. Bạn mới có hai câu bạn ấy chuyển sang xong là mất hút luôn. Tự nhiên nó cảm thấy ngay cái sự chấp vá. Và trong âm nhạc thì đó là một cái điều rất là hùng hay. Đã cho vào phải tìm chỗ đắt. Nếu không đắt được về cái melody, về khúc thức, thì ta phải chọn cái lời. Bởi vì cái trong dân gian, lời của nó rất bóng bẩy và nhắn nhủ. Và kể cả Bèo Giặt Mây Trôi thì các bạn hết ngắt hết cả nhạc đi. Có thể chỉ cần là Bèo Giặt Mây Trôi, không cần nữa, chỉ một câu thôi, nó cũng đã rất ấn tượng. Nhưng mà nó phải cho vào phải thật đắt. Thì ở đây hơi phí, ý đồ rất hay, nhưng mà các bạn lại cho vào vội nhá. Thì đấy là cái kinh nghiệm, để lần sau các bạn có sáng tạo thì chúng ta sẽ thật đặt đúng chỗ. Rất cảm ơn và chúc mừng các bạn. Nói chung là chị Thanh Hoa nói tụi em giá được nhưng mà không có khéo lắm. Nó thấy cái miếng giá liền, nó dở đi. Nó tìm, nó mới thấy cái miếng giá nó ẩn ẩn trong nó mới hấp dẫn. Tụi em nói chung là nói thì nói cho các em biết thôi. Chẳng hạn như muốn quên đi những phận bèo trôi thì tự nhiên có một thành viên nào trong ban nhạc tụi em suy nghĩ là bèo trôi thì chắc mình nối vô Bèo Giặt Mây Trôi được. Không phải vậy, cái đó âm nhạc nó không phải là như vậy. Các bạn đừng có mượn cái đường dẫn nó quá sổ sàng vậy nha. Anh góp ý, nói chung là mình chơi nhau ở ngoài đường thì được, mình đừng đem lên tác phẩm. Nói là đây là một sân chơi rất là trẻ, nên vì là chúng ta được quyền phá cách nhưng mà không nên phá cách quá. Hợp âm để mọi người nghe, chỉ đổ dồn lên một bạn guitar thì một mình bạn ấy gánh không nổi. Không thể nào gánh nổi kiểu hát như tụi em vậy, thì một mình guitar họ bạn này còn gánh không nổi thật sự. Bạn cũng khổ lắm á. Rồi bạn trống thì ca John thì rõ ràng là quấn thì máu lửa đó, nhưng mà nó cảm thấy nó rất là lung tung. Trong khi hát thì em có đoạn em hát rock, rồi có đoạn hát pop, còn bạn này là hát pop nhiều hơn. Rồi trong khi bạn này thì là chơi điện tử, có nghĩa là âm nhạc nó mix, nhưng mà nó mix như thế nào anh chưa hiểu, nên vậy là tụi em phải tìm một cách mix nào mà nó có hợp lý nhất. Nên vậy là các bạn đang thể hiện mình nhiều quá, nên vậy là rõ ràng là thấy có nhiều điểm nhấn nhưng mà nhấn nhiều quá không biết nhấn chỗ nào nha. Anh góp ý để tụi em tiến bộ sau này. Cảm ơn phần góp ý từ ban giám khảo chuyên môn. Còn bây giờ sẽ là số điểm dành cho đội B-Band. Nhạc sĩ Lê Quang 92 và nghệ sĩ Dương Thanh Hoa là 94. Chúc mừng các bạn. Tổng số điểm dành cho V-Band là 274 điểm. Thưa quý vị, chúng ta đã kết thúc cuộc thi của hai đội. Hãy nhìn lại số điểm để xem đội nào sẽ là đội bước tiếp. Thưa quý vị, nhìn lại chặng đường của hai đội, Dương Giang 284 và B-Band là 274. Như vậy chiến thắng ở trận này chính là Dinh Giang. Chúc mừng. Thưa quý vị, theo quy định cuộc chơi, Dinh Giang thắng luôn hai trận, có nghĩa là Dinh Giang sẽ thẳng tiến vào top 4. Chúc mừng đội Dinh Giang. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng các chàng trai cô gái. Chúng ta phải chia tay với đội B-Band, nhưng không sao, phong cách của các bạn, những nỗ lực của các bạn chúng tôi ghi nhận và khán giả ghi nhận. Chúc các bạn sẽ thành công rực rỡ trên con đường âm nhạc của mình. Cảm ơn các bạn. Xin mời đội Monocycle trở lại sân khấu. Thưa quý vị, bây giờ trên sân khấu đã có 3 đội tham gia cuộc thi, đó là Monocycle, Dinh Giang và B-Band. Xin cảm ơn tất cả đội tham gia. Và bây giờ chúng tôi xin mời ban giám khảo đã trao bức chứng nhận cho đội Dinh Giang bước vào top 4 của chương trình Gia Đình Tài Tử. Còn bây giờ thì chương trình Gia Đình Tài Tử do công ty MCV thực hiện. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.